Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video của nhóm Lai, em đăng ký cập nhật video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trang có tên là Safi Crypto. Để tham gia giám này các bạn click phần link mô tả dưới video mà tôi đang start chat bot nào. Rồi bạn click share đi tiếp. 9x 4G. Rồi, các bạn muốn continue các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow join kênh group nè. Rồi các bạn mới đắp lên trên tiếp kênh seller nè. Rồi sau đó các bạn follow tờ Twitter với hashtag này các bạn, like và comment và bình post 8-5 người bạn của mình vào nè. Rồi vào đây follow nè. Trên tờ Twitter này các bạn theo dõi nha các bạn. Còn like các bạn trên tờ tweet nè. Các bạn ta dán hashtag cho tăng 5 người bạn mình vào các bạn. Rồi sau đó bạn comment cái luôn nè. Good airdrop. Rồi bạn trả lời nè. Sau đó bạn mất up lên nè. Tiếp tục các bạn follow like với Facebook nè. Mạng yêu quá. Trên Facebook thì bấm thích nè. Rồi các bạn like nè, bạn chia sẻ lắm các bạn, công khai nè. Sau đó bạn mới đáp lời bằng vote consumer nè các bạn. Chờ lót chút các bạn. Trên consumer bạn nhập số không phải là người máy nè các bạn. Rồi bạn bấm vote nào nè. Bạn yếu quá. Rồi các bạn after wallet luôn các bạn. Rồi bạn chụp màn hình lại giúp mình. Rồi bạn bắt đập lại. Bấm submit đi tên. Bấm done. Tiếp tục gửi đường link profile tại Twitter mình. Trên tờ Twitter nhập anh avatar, nhập bài anh cùng, nhập vào chia sẻ. Sau đó bạn sẽ chụp liên kết này, gửi lại cho bot. Tiếp tục submit đường link profile Facebook. Nhập vào Facebook này. Trên Facebook mình nhập vào mũi tên nè các bạn, nhập vào avatar của mình nè các bạn, nhập vào ba cánh cùng này. Các bạn sao chép liên kết nè. Rồi gọi lại cho bot nè. Sau đó submit email các bạn đã vote trên Coinsinber các bạn, đăng ký tài khoản trên Coinsinber bằng email nào thì bạn điền địa chỉ email đó, tiếp tục submit địa chỉ GBNB sang mặt trên với 20 trên chiếc wallet. Sao chép là cho bot. Rồi sau đó mong complete nè. Rồi quay gì lên ghép chia cho bè những thằng này cái tin các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.